Thưa quý vị, năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành nói chung và ngành cảng biển nói riêng gặp khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Song cảng Đà Nẵng vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định, doanh thu tăng 6%, lợi nhuận tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, Tết này, các chế độ tiền lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động cũng khá hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Năm nay được sự hỗ trợ của Công đoàn Cảng Đà Nẵng, gia đình anh Trần Văn Hai, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà chuẩn bị khá tươm tất bữa tất niên để chia tay năm cũ, đón năm mới Quý Mão 2023. Trước đây em nó có làm ở trong cảng, không may nó qua đời. Thì nói chung là về cái mặt mà ở cơ quan cảng thì nó nói chung là cũng có quan tâm tới. Và hàng năm Tết nhất thì cũng có tới thắp hương và viếng cho em. Không chỉ hỗ trợ tặng quà cho gia đình công nhân gặp khó, người lao động trong dịp lễ Tết, Công đoàn Cảng Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động như mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu của cán bộ công nhân viên, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam, trao thưởng vinh danh cho con em, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Năm 2022, thu nhập bình quân người lao động toàn công ty tăng 4% so với năm 2021. Năm qua thì ngồi lương và thưởng đảm bảo cho người lao động. Cảng Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho cán bộ công nhân chúng tôi được nghỉ dưỡng bên gia đình để tạo điều kiện cho sức khỏe anh em trong công việc. Song song với chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho người lao động, Cảng Đà Nẵng đặc biệt chú trọng vào công việc đào tạo nghiệp vụ quản lý, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng công tác bảo hộ an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn các thiết bị, máy móc và phương tiện, tổ chức đưa đón người lao động hiệu quả. Chính vì thế, Cảng Đà Nẵng là đơn vị duy nhất 4 năm liền được nhận danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao tặng. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2022, thì năm 2023 thì công đoàn sẽ cùng với ban giám đốc sẽ đưa ra nhiều chính sách phúc lợi có lợi hơn cho người lao động, ví như là mua bảo hiểm nhân thọ để cho người lao động luôn luôn yên tâm và gắn kết cống hiến sức lực cho mình để cùng với Cảng Đà Nẵng phát triển một cách bền vững hơn. Tuy còn nhiều khó khăn, song Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng vẫn thường xuyên duy trì các chính sách an sinh xã hội và các chế độ liên quan, đồng thời thưởng Tết sớm để người lao động yên tâm làm việc. Đó không chỉ là món quà khích lệ tinh thần cho người lao động sau những tháng ngày gắn bó, mà còn tạo động lực phấn khởi để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.